xét nghiệm máu thì kiểu như kali trong máu của mẹ cháu nó thấp ấy. Thì và thì chiều hôm qua lại truyền thêm kali, chắc là đầu tuần thì chắc khoảng thứ hai là một, thứ hai hoặc thứ ba. Vâng, trong một tuần tới. Giờ có thằng Hùng ở đó rồi. Vâng, Hùng nó kiểu như nó làm thời vụ ấy, hôm trước bảo là nghỉ, bao giờ mẹ về thì lại đi. Ở Hiệp Hòa nó bảo là bị ở cái phiếu siêu âm nhà bác Hải thì bác nghi là u nang kiểu như là cái u, cái buồng trứng bên có cái u ở buồng trứng bên phải. Thế sau cháu hỏi cái đứa em con nhà chú Nghị thì nó lại bảo là của bác đấy là cái nang. Nhưng mà lên trên kia thì chiếu chụp các thứ xong thì nó bảo là không phải là nang cũng không phải là u mà là nó bị áp xe vòi trứng. Và thế là sau nhờ hôm trước nhờ cái bác chị con dâu nhà bác Tình có người nhà ở ung mổ ung biếu, thế là nhờ bác đấy thì bác ấy xem cho, thì bác ấy bảo là định hôm nay mổ nhưng mà hôm nay kết luận máu của bác lại thế, thế là truyền thêm kali chiều qua. Vâng, thì hôm đấy là bà không đau nữa rồi, có hai hôm nay kiểu như là nó cái mổ chắc là nó mưng hay sao ấy, thì là bà bảo là kiểu như mình đi vệ sinh này thì nó có một tí kiểu như cái mổ nó ra qua đường âm đạo ấy chứ à không, thì nó chỉ hơi tức tức thôi chứ nó không đau như ở Hiệp Hòa. Hiệp Hòa thì ngày nào thấy bà kêu đau nhăn nhó. Vâng, thì hôm nay đấy khám xong thì bác sĩ bảo là ý là điều trị kháng sinh 5 đến 7 ngày, nếu mà nó không rút thì phải mổ. Nhưng mà từ hôm lên đấy thì ăn, có hôm đầu tiên là người ta bảo ăn đồ mềm để hôm sau làm kiểm tra nội soi chứ các thứ thôi. Từ hôm sau đi thì là ăn cơm rồi cô ạ. Mới may là ăn được